Ở vòng đấu thứ 19, Chelsea gặp Crystal Palace, đội chủ nhà ghi được bàn thắng với tỷ số nhờ công của Modric ngay phút 13. Tuy nhiên đến cuối hiệp 1, đội khách bất ngờ tìm được bàn gỡ nhờ công của Ollie. Mặc dù tấn công dồn dập trong hiệp 2, nhưng phải đến phút 89, nỗ lực của đoàn quân áo xanh mới được đền đáp. Madueke kiếm vượt qua 11m và chính anh những điểm chính xác ghi bàn thứ hai cho Chelsea. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Trong khi đó, Manchester City là có màn ngược dòng ngoạn mục trong ngày tái xuất ngoại hạng Anh. Đội bóng của Pep Guardiola bị thủng lưới trước ở phút 29 khi Jack Harrison bất ngờ mở tỷ số cho Everton. Phút 53, Phil Foden tỏa sáng với một cú sút xa trái phá phía cột gần bên phải đánh bại Pickford, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Chỉ hơn 10 phút sau, Julian Alvarez đã nâng tỷ số lên 2-1 trên chấm penalty trước khi Bernardo Silva kết liễu Everton với pha chấp thời cơ sâu xa lòng của hàng phòng ngự. Man City thắng ngược 3-1 để trở lại top 4 trên bảng xếp hạng với 37 điểm. Họ đang hiện kém đầu bảng Liverpool 5 điểm nhưng đã ít hơn một trận. Ronaldo đã trở thành cầu thủ nam đầu tiên trong lịch sử có 200 lần ra sân ở cấp độ quốc tế. Chính xác là tiền đạo câu lạc bộ Al Nassr đã khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha 205 trận cho đến thời điểm hiện tại, nhiều hơn 9 trận so với kỷ lục trước đó của Badr Al-Moutawa của đội tuyển Kuwait. Kỷ lục này của Ronaldo khó có thể xô đổ trong tương lai. Thế nhưng anh chưa muốn dừng lại, thậm chí còn đặt mục tiêu điên rồ. Trong cuộc trò chuyện với huấn luyện viên Roberto Martinez, Ronaldo nói rằng muốn có trận đấu 250 khoác áo Bồ Đào Nha. Nếu muốn đạt cột mốc trên, Ronaldo gần như chắc chắn phải tham dự vòng loại cũng như vòng chung kết World Cup 2026, thời điểm mà anh sẽ bước sang tuổi 41. Nhưng với sự chuyên nghiệp không ai sánh bằng và phong độ ghi bàn như hiện tại, nhiều người tin rằng Ronaldo còn có thể tham gia ngày hội bóng đá diễn ra ở Bắc Mỹ vào năm 2026. Trong cuộc phỏng vấn với cựu tiền vệ người Thụy Điển Freddy Ljungberg, huấn luyện viên Roberto Martinez đã tiết lộ về cuộc nói chuyện với Ronaldo. Thời điểm chúng tôi nói chuyện, cậu ấy gần đạt 200 trận khoác áo đội tuyển, điều mà chưa ai làm được trước đây. Tôi đã nói rằng, liệu 200 lần có phải là mục tiêu cuối cùng của cậu không? Cậu ấy trả lời, không, tôi muốn 250. Cũng liên quan đến Ronaldo, theo nhiều thông tin, CR7 có thể sẽ không phải là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong năm 2023 sau quyết định gây tranh cãi của FIFA. Theo đó, 53 bàn thắng mà Ronaldo ghi được trong năm dương lịch 2023 là do anh tham dự Saudi Pro League, AFC Champions League, Cúp Nhà Vua, Cúp Ả Rập và một số trận đấu quốc tế cho Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, tờ RMC Sport đưa tin rằng FIFA không công nhận cúp các câu lạc bộ Ả Rập của UEFA là một giải đấu lớn. Ronaldo đã ghi 6 bàn ở giải đấu này, trong đó có cú đúp vào lưới của Al Hilal ở trận chung kết để giành chiếc cúp bạc đầu tiên cùng với đội bóng Riyadh. Điều này có nghĩa là FIFA sẽ không xem xét 6 bàn thắng đó, khiến tổng số bàn thắng của Ronaldo sẽ bị giảm xuống 47. Đây chắc chắn là một cú sốc lớn với cầu thủ 38 tuổi cũng như những ai yêu mến anh, vì việc giành được thành tích này không hề đơn giản một chút nào. Ronaldo sẽ vẫn còn trận đấu vào ngày 31 tháng 12 gặp câu lạc bộ Antwerp. Trong khi đó, câu lạc bộ chủ quản của Mbappe và Kane sẽ thi đấu vào tháng 1 năm sau. Dù Man City của Haaland sẽ còn 2 trận đấu nữa trong năm nay, thế nhưng tiền đạo người Na Uy gần như sẽ vắng mặt vì chấn thương. Điều đó có nghĩa là Ronaldo vẫn còn cơ hội cải thiện thành tích ghi bàn. Tuy nhiên, anh sẽ cần phải ghi 5 bàn mới có thể sánh với con số 52 bàn của Mbappe và Kane. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên quy định của FIFA từ chối danh hiệu vua phá lưới của một cầu thủ. Trận thua 2 năm trước Al Nassr khiến cho bầu không khí tại sân vận động vua Abdullah Sports City càng thêm căng thẳng. Bởi đây đã là thất bại thứ 3 liên tiếp của Al Ittihad. Không rõ vì lý do gì sau trận đấu này, Benzema đã xóa hoặc tạm ngừng hoạt động Instagram. Người hâm mộ không thể tìm thấy tài khoản 76 triệu người theo dõi của tiền đạo người Pháp. Kết quả trả về từ Instagram luôn là trang này không khả dụng. Vụ việc này càng dấy lên nghi ngờ về tình trạng không thoải mái của Benzema tại Ả Rập Xê Út. Theo Goal, người hâm mộ Al Ittihad nói tiền đạo người Pháp rất lười biếng và không muốn tham gia xây dựng lối chơi. Trong khi đó, Walid Al-Farai, người dẫn chương trình nổi tiếng tại Ả Rập Xê Út cho biết khoảng cách giữa Benzema và dư luận ngày càng lớn. Anh ta không thi đấu và chưa từng tạo được sự khác biệt nào. Trên hết, Benzema không hề nỗ lực. Như thế, đang nói với khán giả rằng tôi chỉ muốn đến đây vui vẻ với các bạn thôi. Đáng chú ý, trong vụ việc sa thải Nuno Espirito Santo, Benzema được cho là có tác động không nhỏ
bởi cựu tiền đạo của Real Madrid trước đó đã xảy ra mâu thuẫn lớn với huấn luyện viên người Bồ Đào Nha. Theo truyền thông Anh, Man United đã sẵn sàng để Varane ra đi vào tháng 1 tới. Cá nhân Varane cũng đang muốn rời Old Trafford để được ra sân thường xuyên. Theo thông tin mới nhất được tờ Sport của Tây Ban Nha đăng tải, Bayern Munich đã gia nhập cuộc đua nhận chữ ký của Varane. Mùa này, Bayern luôn đối mặt với bài toán khó hàng thủ khi họ mất nhiều cầu thủ vì chấn thương. Chưa kể vào tháng 1 tới, Bayern sẽ thiếu vắng Kim Min-jae và Mascherano. Bộ đôi này nhiều khả năng sẽ phải trở về đội tuyển quốc gia để tham dự Asian Cup và AFCON. Giám đốc thể thao của Bayern Munich Christoph Ruud mới đây xác nhận sẽ đón một hậu vệ mới trong kỳ chủ nhật mùa đông. Trong bối cảnh đó, Sport cho rằng Bayern Munich đã sẵn sàng con số 20 triệu euro cho Raphael Varane. Erik ten Hag khẳng định Man United không có ý định bán Anthony Martial vào tháng 1, bất chấp khởi đầu mùa giải không mấy suôn sẻ. Martial đã có một mùa giải rất khó khăn khi tiền đạo người Pháp mới chỉ ghi được một bàn sau 13 lần ra sân ở Premier League. Huấn luyện viên của Man United tiết lộ rằng câu lạc bộ sẽ giữ tiền đạo người Pháp cho đến hết mùa. Sau chiến thắng 3-2 trước Aston Villa, khi được hỏi về khả năng bán Martial trong kỳ chủ nhật mùa đông, Ten Hag đã dập tắt những tin đồn từ các phóng viên. Khi chúng tôi có tin tức gì, tất nhiên chúng tôi sẽ thông báo ngay, nhưng đó không phải là mục tiêu của chúng tôi. Anthony Martial đã bỏ lỡ 3 trận đấu gần nhất của Man United vì một căn bệnh không rõ nguyên nhân. Điều này càng làm dấy lên những đồn đoán về khả năng chơi bóng đỉnh cao của tiền đạo này tại sân Old Trafford. Cristiano Romero đã gặp chấn thương trong chiến thắng 2-1 trước Everton vào thứ Bảy tuần trước. Sau khi kiểm tra, trung vệ người Argentina được xác định là gặp vấn đề gân kheo. Với chấn thương này, Romero sẽ cần từ 4 cho đến 5 tuần ngồi ngoài. Phát biểu trước trận đấu gặp Brighton, huấn luyện viên Postecoglou nói về tình trạng của Romero. Mọi chuyện với cậu ấy không ổn lắm. Cậu ấy được chụp chiếu vào ngày hôm qua và xác định bị gân kheo. Chúng tôi đánh giá Romero sẽ cần ít nhất khoảng 5 tuần để hồi phục. Chấn thương của Cristiano Romero sẽ khiến Tottenham Hotspur gặp khó khăn ở hàng thủ. Trước đó, họ đã mất hậu vệ đáng tin cậy Van de Ven. Trung vệ người Hà Lan cũng gặp chấn thương gân kheo trong trận thua 1-4 trước Chelsea vào tháng 11.